Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, khám phá vào những nơi có dòng ma, dòng quỷ đang tu luyện cõi ta bà này cả nhà. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi đến những nơi mình đã từng đến, mình đã từng giúp đỡ những vong linh, để có thể là mình tìm hiểu xem coi có vong linh nào về đây trú ngụ hay không, để mình có thể là mình cúng kiến cho họ dùng, sau đó mình sẽ khuyên giải họ đi gửi họ về chùa, về núi để mà tu hành học đạo nha cả nhà. Thì cả nhà mình cũng biết rồi, thì con cũng có nói rất là nhiều lần là trước á, là con muốn chỉ muốn giúp đỡ vong linh bằng những lời nói, bằng những tình cảm của mình đối với vong linh, chứ thực sự con không muốn là phải dùng những biện pháp mạnh đối với vong. Thì mong cả nhà có thể hiểu, trừ khi là gặp những vong linh bị dữ hay là những vong linh hung hăng hung dữ cứ ra đánh đập con thì con mới dùng phép thôi nha. Còn nếu như vong linh nào hiền hay là không quá đáng thì con sẽ không dùng phép đâu nha. Cho nên mong cả nhà mình cũng có thể hiểu cho con rằng thì con chỉ muốn giúp đỡ vong linh bằng cái tâm, cái tình thương của mình dành cho vong linh, chứ không phải dùng phép để mình đàn áp nha cả nhà. Cái thứ hai nữa thì mong cả nhà mình có thể là xem video và cho con xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, để cái kênh con có thể bật được cái tương tác, bắt được cái đề xuất nha, để cho mọi người cùng xem, cho mọi người có thể hiểu hơn về thế giới tâm linh trước, sau nữa có thể là tạo cho con một ít kinh phí để con có thể là mua hương, làm bánh trái cây để mà cúng vong vậy nha. Do là cái kênh đề xuất kém đó nha, rồi được xem cũng ít thì kinh phí nó cũng không đủ hoạt động cả tháng, cho nên mong cái nhà có thể là hoan hỷ xem video và like thật mạnh nha cả nhà. Bấm với con một tiếng gì một cái like, một cái like là một cái tinh thần để con có thể là đi đến những khu rừng vắng này để mà tìm kiếm vong nha cả nhà. Vậy rồi thì cũng không làm mất nhiều thời gian của cả nhà nữa, thì con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong, ở đây là một cái khu rừng nha cả nhà. Cái này thì cũng rất là quen thuộc, thì cả nhà cũng biết rồi, con thì hình như có đâu khoảng mười mấy điểm vậy đó cả nhà. Thì con sẽ tay phiên xây dòng đi đến đây để mình tìm kiếm những linh như nha. Nói chung là con và anh Trung cũng lúc này cũng đã chia điểm ra để mà đi với nha. Thì con thường đi đến những khu rừng nhiều, còn anh Trung thì anh sẽ đi bên chỗ nghĩa địa nhiều, tại vì hai anh em đi chia nhau đi, chứ nhiều khi đi hai anh em có đi nghĩa địa chung thì ở đây bỏ thì cũng rất là tội những vong linh đây nữa nha. Chỉ là những nơi nào mà con thường đến thì sẽ quay lại, còn anh Trung thì những khu nghĩa địa nào anh Trung thường đi thì anh Trung sẽ quay lại đó nha. Nhưng lúc này con cũng ít đi quay khu nghĩa địa, nhiều khi lâu lâu cũng đi một lần chứ không phải không đi, nhưng mà nói chung là mình phải giúp đỡ với những vong linh trong những khu rừng này trước, cho đàng hoàng hết đi rồi mình mới có rảnh rỗi mình mới đi kia địa nha. Thì cũng, nói chung là cũng khá lâu rồi ha nha, con không có đến đây nha cả nhà. Hôm nay trời cũng đã bắt đầu gió lớn lớn rồi nha, trời cũng kéo mây bộn rồi. Cũng lâu lắm rồi không có đến đây, nay cây cối nó cũng ướt ẩm tùm xum xê quá kìa. Không thấy nè, con thường vong thường hay là trú ngụ cái cây to ở đây này kìa, để con lại cái to này con thấy ít trời rồi. Ok, nhà nằm ghế nhà ơi, ghế nhà nằm ghế nhà. Ừ, ví dụ mới nói cái to mà. Đây là cái máy nha.
Để nhà thấy không ta? Để gặp cục cạo rồi cho nhà thấy. Để con xíu nhà để con sửa cái máy lại. Ngủ rồi cái nhà. Ngủ rồi tim re cái nhà. Dạ nó môi Phật ạ. Chào Phong nha. Ủa cậu là ai? Dạ thì tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho Phong á. Thì hay Phong hãy bình tĩnh nha. Có thể giao tiếp chị tôi được không ạ? Giúp đỡ gì? Chỗ tôi đang ngủ sao cậu thấy tôi được? Ê, vụ gì? Cậu là ai? Làm sao cậu nhìn thấy tôi được chứ? À thì tôi đến đây chỉ là giúp đỡ Vong thì tôi phải thấy Vong tôi giúp đỡ được chứ. Thì nói chung là tôi cũng được bề trên á gia hộ và khai nhãn rồi gấp phép để giúp Vong cho nên mới thấy được. Thì anh hãy bình tĩnh nha, có gì từ từ nói. Phải bề trên gia hộ hay là pháp sư xấu đấy? Xấu tôi là xấu, phải pháp sư đâu mà xấu, bề trên gia hộ thiệt mà. Khó tin mày lắm nha. Làm gì có tin cha, thấy nguy hiểm. Bình tĩnh đi để tôi giúp đỡ cho. Giúp đỡ bằng cách nào? Thì trước mắt là tôi sẽ cúng kiến cho anh Dùng. Rồi hôm nay tôi có đem cơm bánh trái cây nè, trong ba lô nè, đến đây để cúng anh á. Thì ấy đứng im bình tĩnh đi, tôi cúng cho Dùng chứ làm gì, mới nói mấy câu cầm cây rồi. Tại vì thật sự là đêm hôm tôi phi pháp, tôi mới đến đây trú ngủ được vài hôm, tôi đang ngủ. Tưởng đâu cậu không thấy, ai giờ đâu cậu lù tới. Cậu nhìn cậu thấy tôi, cậu xin chào thằng tôi hết hồn. Trời ơi, thấy hiện đang nằm ngủ hay gì chứ. Đúng rồi, tại trên đó gió mát lắm. Tôi cứ nghĩ cậu là ông pháp sư xấu hay gì chuyên đi bắt những vong như tôi. Rồi. Tôi mới tôi sợ nè. Rồi, sao giờ này không đi kiếm đồ ăn gì hết trơn mà ngủ? Bộ kiếm ăn rồi hả? Không có cậu ơi, đi kiếm lúc nãy không có, chán quá. Về lên cây nằm ngủ. Định nghỉ ngơi một xíu rồi phi phi đi tiếp. Trời. Thôi bây giờ bình tĩnh đi để tôi cô giúp đỡ cho chứ làm gì hung hăng vậy. Mình có thể bình tĩnh bỏ cây xuống đi. Rồi mở rộng cái tấm lòng của mình để tôi nói chuyện với anh xíu được không? Tôi có thiệt là cậu giúp đỡ tôi thiệt không? Thiệt. Tại vì thật sự là đường này vắng vẻ quá. Đêm hôm phi phát mà cậu đến bất ngờ. Thật sự làm tôi khó xử, tôi khó tin tưởng được. Tôi cứ nghĩ là những ông pháp sư xấu ban đêm đi tìm những vong linh, những vong quỷ như tụi tôi về để tu luyện phép thực, luyện tâm linh của ổng á. Ừ, làm gì có. Trời ơi, đi lên giúp đỡ ông thôi hả? Thôi. Thì tôi đâu có biết đâu, tại mới gặp cậu thì tôi cũng phải sợ chứ cậu. Thật sự là vong linh như tôi lang thang ở cõi tàu bà này, tôi sợ nhất là những ông pháp sư như vậy đó cậu. Thôi bây giờ nói chung thì thật sự nói với anh là em không phải pháp sư. Em chỉ là người đi giúp vong, được rút ngắn khoảng thời gian ở cõi ta bà này để được đi về chùa, về núi để mà nghe kinh niệm Phật, để mình tu học á. Chứ không phải là người pháp sư đến đây để mà bắt vong hay xua đuổi không đâu. Thôi em bình tĩnh ngồi xuống đó rồi anh em ngồi lại đây nói chuyện xíu nha, được không? Được, thiệt là như vậy luôn hả cậu? Thiệt, bỏ cây được không? Được, nếu thật sự cậu là người tốt, cậu muốn giúp đỡ tôi á, thì tôi xin nghe lời cậu. Vậy anh ngồi đó thì em ngồi đây nha. Anh ngồi trong thích đó. Lúc đi mất tới giờ, tôi là anh ta nhất chuyển qua cửa thằng Hoàng này, tôi rất là sợ cậu ơi. Sợ hả? Đúng rồi. Thôi thì bây giờ nói chung thì em cũng biết rằng là vong linh ở cõi ta bà này rất là đói khát, lạnh lẽo nè, không có chỗ để trú ngụ. Vì vậy là em thấy rất thương vong linh, rất thương vong như hồng mai như các anh vậy nè. Đó, cho nên là em mới xin phép bề trên để có thể là được đi giúp đỡ vong linh đó. Thì cũng hoan hỷ rằng thì bề trên chúng ta chấp nhận để cho em đi được đi trợ duyên, giúp đỡ cúng kiến cho những vong linh dùng, rồi sẽ gửi vong linh về chùa nữa tu học á. Thì nói chung cái chỗ này thì em cũng đã giúp đỡ từ rất là nhiều vong linh ở đây rồi, chứ không phải là một mình anh ở đây đâu. Vậy là cậu có đến đây rồi hả? Đúng rồi, em đến đây rất là nhiều lần. Thì nói chung thì những cái cây to thế này thì em rất thích hợp với những vong linh trú ngụ, với lại một phần nữa ở đây cái lượng âm khí rất là cao, cho nên là rất thích hợp cho các anh trú ngụ á.
cho nên em cũng đã đến thường thường, đến đây thường xuyên lắm. Chị cũng đã giúp đỡ cũng được khá khá nhiều đến đây rồi, chứ không phải mình anh nè. Cho nên là thì anh cứ bình tĩnh đi, đừng có hoảng sợ ha. Ừ, tại vì tôi mới đến đây được 2 hôm mà cậu ơi. Thì thật sự tôi thấy chỗ này cũng vắng vẻ mát mẻ nè, tôi ghé đây tôi mới trú ngụ. Thì lúc nãy tôi cũng có đi tìm đồ ăn lòng vòng ở đây rồi thì không có thấy được cái gì hết trơn á, là tôi mới quay trở lại đây. Tôi tính nằm nghỉ ngơi rồi chút xíu nữa tôi mới tính đi tiếp, nhưng không may là cậu ở đâu cậu lù đến đó. Vậy là nói chung là rồi nãy kiếm không có hả? Đúng rồi cậu ơi, hồi nãy tôi đi tì ở tuốt trong kia kìa, xa dữ lắm cậu. Thì không có rồi tôi thấy sao vắng vẻ quá rồi tôi mới quay ngược trở lại đây. Tôi thấy chỗ này mát mẻ nè. Tôi định một chút xíu tôi đi ngược lên tuốt trên kia rồi cậu ơi, để kiếm cái có hay không nữa. Nhưng chưa gì là cậu đã đến đó. Thôi thì nãy tự nhiên thấy ngủ, thấy nằm trên cây giật mình. Đúng rồi, thì cậu đến làm tôi hết hồn. Tôi đâu có biết là cậu là người tốt hay là người xấu đâu. Thật sự tôi rất là sợ cậu ơi. Thôi bây giờ em nói anh thế này đi. Giờ trước mắt á thì anh hãy bình tĩnh để em cúng kiến cho anh dùng, cho anh được nói là ông dạ đi, thì anh sẽ tin tưởng em hơn á. Thì lúc đó anh em sẽ tâm sự nói chuyện xíu ha. Được, nếu thật sự như vậy thì tôi tạm thời tin tưởng cậu. Nếu thật sự cậu có đồ ăn á thì cậu cho tôi xin một miếng đi, tôi dùng để đỡ đói cái lòng đi nè cậu ơi. Có thì anh chung hôm nay em đi, anh chung không phải hôm nay mà lúc nào em đi thì em cũng có đem cơm á, cơm chay nha, cơm chay chứ không có mặn anh nha. Dùng là được rồi cậu ơi, tôi cũng không có đòi hỏi cậu ơi. Hôm nay em có đem cơm chay là bánh trái cây tới, chứ không có đem cơm mặn. Thôi bây giờ anh ngồi lại đi, để em đem ít cơm với lại ít bánh trái cây ra rồi thắp hương cho anh hưởng ha. Rồi cố gắng dùng cho no đi rồi chút xíu rồi anh em mình tâm sự nói chuyện xíu nha. Được rồi, tôi cảm ơn cậu nha. Dạ không có gì đâu anh, thì nói chung thì em cũng có một tấm lòng muốn giúp đỡ con Linh thôi, chứ em cũng không có phải là làm cái này để mà cho con Linh cảm ơn đâu. Thì nói chung em cũng biết rằng, nói chung ngày xưa thì em cũng không biết rằng con Linh đối khác lẻ dữ gì đâu, những cơ duyên cỡ mai sao gặp cũng được ông anh. Thì ổng cũng làm bên chuyện người giúp đỡ ông Linh về chùa núi á đó. Rồi em thấy đi theo nhiều lần em thấy cũng thấy tội, không thấy tội quá, rồi em mới xin bề trên gia hộ cho em được đi. Thì cũng may thay là bề trên cũng chấp nhận, chứ em không có luyện phép gì hết trơn á, anh đừng có sợ. Cũng sợ lắm cậu ơi, tôi rất là bị bắt, tôi mất đảng cậu rồi, không biết sao không được chuyển tiếp đường hai cậu ơi. Cứ lang thang ở cõi tàu hàng này hoài. Mất lâu lắm rồi hả anh? Đúng rồi cậu, cũng lâu rồi. Thôi bây giờ nói chung là anh giờ anh ra dùng lễ của em trước đi ha. Rồi chút xíu rồi nếu anh tin tưởng em thì anh có thể kể cho em biết là nguyên nhân vì sao anh mất không? Như vậy mới biết được là tại sao mà anh mất đã lâu rồi mà vẫn chưa được đi đầu thai kiếp á. Thôi giờ em thắp cái máy nén hương để trước mắt là xin Phật tổ ở đây, sau nữa thì thể là cho anh hưởng ha. Được rồi, cảm ơn cậu. Dạ không có gì đâu anh. Trời, mà lúc trước rồi chú ngủ ở đâu? Lúc trước thì chú ngủ tuốt ở dưới kia rồi cậu ơi, xa lắm cậu ơi. Xa lắm hả? Đúng rồi. Cậu nói cậu cũng không có biết đường đi đến đó đâu. Wow. Mà giờ có chị cũng biết đường đâu chị. Đúng rồi. Thôi đợi em xíu nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh. Thôi thần của địa cục tổ ở đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện là muốn được trợ duyên các phong linh đang đối khác cạnh lễ cục tổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong rằng các ngài cao có thể hoan nghỉ hỷ xả cho phong linh của ông anh đang được ngồi đây, được ra hưởng những phần lễ mà con mang tới, để hôm nay được ấm lòng nói dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Dạ nó môi nè, nó môi, nó môi. Rồi, thì em sẽ phép anh ra ngoài, anh cứ dùng thoải mái đi. Một xíu rồi em vào rồi anh em mình tâm sự nói chuyện xíu nha. Dạ.
Chào anh. Chào cậu. Dạ. Thì sao rồi, dùng cơm bánh trái của em sao, thấy ổn không? Sương nãy giờ tôi dùng cảm thấy rất là ngon cậu, cảm thấy rất là no lòng lắm. Dạ cậu ơi. À. Lâu lắm rồi tôi mới được hưởng những phần lễ bánh trái cơm với hương khói như vậy, thật sự cảm thấy rất ấm lòng. Dạ. Yeah. Thì nếu đã dùng được hương khói bánh trái của em rồi thì chắc anh cũng có thể là tin tưởng em hơn rồi chứ. Đúng rồi, thật sự bây giờ tôi cũng đã cảm thấy tin tưởng cậu rồi. Dạ. Nếu thật sự cậu là người xấu thì cũng không phải để cho tôi dùng no mà ngồi nói chuyện với tôi như vậy đâu. Dạ. Thì thôi thì bây giờ nếu đã tin tưởng em rồi thì có thể cho em biết được cái tên anh không? Tôi tên Trung mà cậu. À, anh Trung. Ngày xưa mất nhiêu tuổi anh Trung? Ngày xưa tôi mất lúc tôi 36 tuổi rồi cậu. Ồ, mới cũng trẻ quá ha. Rồi vì sao anh mất, anh có thể là hoan hỷ kể cho em biết không? Để em biết là anh tạo cái nghiệp gì, hay là anh chết oán chết đất gì mà tại tới tận bây giờ anh vẫn chưa được tòa chứng kiến. Mà anh mất lâu chưa? Tôi mất bữa nay 15 năm rồi cậu. Ù dữ vậy hả? Wow, 15 năm mà vẫn chưa đi đâu hai chính kiếp là. Cái này chắc, cái này em không biết là thích oan hay tội nghiệp nặng dữ vậy. Thật sự á, cái chết của tôi thì tôi nghĩ tới giờ tôi nghĩ rất là oan ức luôn á cậu. Oan hả? Đúng rồi. Ồ, rồi cái chuyện như thế nào anh có thể kể cho nghe được không? Thì chẳng giấu gì cậu, ngày xưa là ở cái xóm của tôi á cậu. À, là nói chung nhà thì cũng lưa thưa, nhưng mà cái chỗ tôi ở đó cũng cỡ 30 mấy 40 hộ dân á cậu. À, nhưng mà nhà thì cũng gần cách dắt cỡ 5-7 mét, có khi chục mét là một cái nhà á cậu. À, thì tôi sinh sống ở đó nói chung là cũng đông, nhưng mà tụi tôi sống ở đó là đa số là làm nghề làm mướn cho người ta hả cậu. À, sáng đi là chiều mình mới về, thì có khi là có người là ở lại tăng ca đêm tới tối tối mới về luôn á cậu. Yeah. Thì ở dưới xóm tôi á thì bởi vì dân đi làm tối ngày à, bởi vì thường thường là người ta nuôi chó để mà cho nó giữ nhà á cậu. Dạ. Yeah, em hiểu. Nuôi nó mình để trước nhà đó đặng với cho nó giữ nhà, đặng nhiều khi là có người lạ vô thì thấy nó sủa thì người ta cũng sợ, người ta cũng không có dám vô nhà á cậu. Dạ. Yeah. Tại vì bà con ở xóm tôi thì nói chung nghèo mà cậu, cuộc sống mưu sinh mà mình phải đi làm thì mình mới có tiền mua gạo mua đồ dùng trang trải cuộc sống cậu ơi. Dạ. Yeah. Còn nếu không làm thì mình không có, tại vì xóm của tôi thì cũng nói chung cũng rất là nghèo, cũng không có vườn tược đất đai như người ta. Thì ai cũng có chồng có vợ, chỉ hết ra riêng thì chỉ có được một mảnh đất để đủ cất nhà vậy thôi cậu ơi. Dạ. Cuộc sống thì chủ yếu là nghề làm thuê đó. Thì hôm đó thì sống tôi cũng đi làm, có cái chị ở gần đó đó, thì chỉ đi làm về cũng hơi trễ đó. Thì đi làm thì cậu cũng biết rồi đó, mệt thì về nhà ai nấy ở đó cậu, cũng đâu có chiều cũng đâu có gặp nhau, ví dụ mình nói chuyện trò chuyện mà kia cho nó đỡ buồn đâu cậu. Dạ em hiểu rồi. Cái sáng là lại cái tôi đi làm gặp cái cô đó, cái cô đó nói sớm mình hôm nay sao mà nó có cái vụ này kỳ lắm anh ơi. Cái tôi hỏi bả cái gì, cái bả nói em nuôi con chó mà để ở trước cửa nhà đó, cậu khoảng 20 mấy ký, con chó của em bự nhìn đẹp ghê luôn, để cho nó giữ nhà đó chú ấy. Ừ. Mà giờ không biết ai bắt mà mất tiêu rồi. Trời. Em đi làm về em kiếm em kêu nó nãy giờ mà không có thấy, em nghĩ chắc là nó bị ai bắt rồi. Thì tôi cũng nói bả đâu đi vòng vòng kiếm mà kêu nó xem nó có chạy đi đâu đó hay không. Ừ. Thì cái chị đó cũng nói cũng đi kiếm vòng vòng nguyên cái khu xóm tôi rồi mà không có thấy cậu ơi. Ừ. Nó rồi tôi nghĩ chắc là cũng bị ai đó bắt rồi đó cậu. Rồi cái qua mấy ngày hôm sau thì cũng mấy nhà kế bên về dài xóm tôi nói chung là nhà nào cũng bị mất hết trơn á cậu ơi, nuôi là bị bắt mất hết trơn luôn á cậu. Ừ. Cái tôi nghe vậy cái tôi mới tức tối lắm, thì nhà tôi cũng có nuôi hai con thì tôi cũng sợ lắm, tôi nghĩ chắc từ từ chắc cũng đến nhà của tôi quá, tại vì cái bọn này tôi nghĩ chắc là nó đã canh mình đi làm hay sao là để nó vô, nó chắc là nó bắt nó bán
để lấy tiền hay gì nè cậu ơi. Yeah. Cái đâu mà hả, mới có mấy bữa mà trong xóm mấy người người ta mất rồi, thì tôi nghĩ là chắc là nó bắt nó bán á. Cái tôi mới tức quá. Cái điểm đó cái tôi đi làm á, tôi mới tăng ca về hơi tối đi á cậu. Yeah. Là tôi về tôi tối tôi tắm rửa xong á là tôi để hai con chó của tôi ở đằng trước cửa đó. Tôi cũng không có phá cửa nữa, là tôi cũng thủ xe sẵn luôn, là tôi để cho tôi cầm tôi rình thử coi có phải là cái bọn trộm chó là nó vô để nó trộm để mà nó bắt nó bán không đó cậu. À. Tại vì mấy chị mấy anh vòng vòng sớm mà tôi nghe nói mất là tôi cũng tức tối quá. Tôi nghĩ chắc là cái này là bọn trộm chó rồi chứ không có sớm riêng mình nuôi với nhau ai mà bắt làm cái gì vậy cậu. À. Thế là tôi mới tức, tôi lúc đó tôi về là tầm cỡ 9 giờ mấy 10 giờ cậu. Cái tôi mới đi tắm rửa xong, cái tôi lên tôi ăn miếng cơm xong, cái tôi tức quá tôi cũng mệt, tôi tính đi ngủ nhưng mà tôi không có đi ngủ. Tôi ngồi ở trước cửa nhà đâu tôi đó, thì tôi co canh, tôi canh thì tôi ngồi đâu được một lúc cỡ nửa tiếng 45 phút gì đó cậu. À. Cái tôi nghe có cái tiếng xe nó chạy ở đằng trước cái đường vô nhà của xóm tôi đó. À. Nghe có cái tiếng xe lạ kia là tôi nghi rồi. Cái tôi cũng ngồi im luôn ra thử cái xem sao. Một chút xíu thì tôi thấy có hai tên thanh niên, tướng cũng bự con à, nhưng mà nó đội nón bảo hiểm mà nó bận cái bộ đồ đen thui à cậu ơi. Nó bịt cái khẩu trang nữa. Nhưng mà rất tối thì mà thì tôi nhìn tôi cũng không có biết ai. Tôi cũng không, tôi thấy rồi tôi cũng sợ rồi không biết sao đây. Cái là tôi thấy hai cái tên nó đi từ từ lại. Cái là từ lại ngay chỗ mà hai con chó của tôi còn bán trước đó. Cái tôi đứng ở trong nhà tôi ngắm, tôi nhìn, tôi thử cho nó xem sao. Thì tôi vừa coi thì tôi thấy có cái thằng kia, một thằng thì nó cầm cái bao cậu ơi, còn cái thằng kia làm như nó cầm cái cây roi gì hết gì đó cậu. Cái tự nhiên nó, tôi thấy nó vừa móc cái cây đó nó bắn cái con chó tôi, nó té xuống, nó bay vô nó hốt con chó của tôi. Tôi hô quán lên, có bà con ơi ăn trộm chó, phụ tôi bà con ơi. À. Nhưng mà sớm tôi chiều nói chung ta làm về mệt, người ta cũng đóng cửa, người ta nghỉ ngơi á cậu. À. Tôi hô quán vậy thôi, là tôi vừa hô quán thì hai thằng đó nó quýnh, nó tóc nó chạy, là tôi đá cửa tôi ra, là xe tôi để sẵn đó, là tôi dí theo nó cậu. À. Tôi dí theo nó ra được một đoạn đường ở ngoài chắc cũng cỡ 500-600 mét gì đó cậu. Yeah. Ra do đường tối quá tôi dí cũng xiết gần sát nó, là tôi tính đạp để cho nó té đó. Yeah. Nhưng mà không may cái thằng ngồi ở đằng sau á, không biết nó móc cái cây gì ra, nó chích vô tôi một cái, tự nhiên cái tôi tê cái trời. Tôi té xuống cái tôi lộn cổ chứ tôi chạy tốc độ nhanh đó cậu. Tôi lộn cổ xuống 2-3 vòng là tôi bị gãy cổ tôi mất luôn á cậu. Trời. Bởi vậy từ lúc mất tới giờ tôi suy nghĩ là tôi thật sự rất là tức tối với giờ và buồn bã luôn á cậu. Cuộc sống mà thanh niên trai tráng lớn vậy đó mà không lo đi kiếm cái việc gì đó để làm ăn chân chính, mà lại canh vô những cái xóm nhà bà con người ta có nuôi những con chú chó đông á, là lại đem bắt đi bán để mà thịt để mà lấy tiền tiêu xài. Thật sự bữa đó là tôi suy nghĩ tôi rất là tức luôn á cậu. Rất là buồn, cũng chỉ vì tôi ráng cố gắng để tôi dí theo đặng mà tôi bắt cho được hai tên thanh niên đó. Do tôi hô quán chắc bà con cũng có nghe đó, nhưng mà do nó chạy nhanh quá rồi tôi cũng quýnh quán tôi dí theo đó cậu, và bà con không có theo tôi phụ tôi kịp đó, cho nên mới xảy ra cái chuyện xui rủi như vậy đó cậu. Thật sự suy nghĩ thì cũng rất là buồn cậu ơi. Thôi thật sự nói về anh thì anh nói đúng rồi đó, anh chết oan ức là đúng. Tại vì mình chỉ chung là hai thanh niên nó cũng rất là hung hăng ha, tính ra cũng rất là bạo luôn, dám chích điện người ta mất luôn. Hai cậu đó làm như là cậu ta xài những cái cây roi điện hay gì đó cậu. Dạ. Lúc vô nhà tôi đó thì tôi thấy vừa móc ra bắn một cái là chú chó nhà tôi té xuống. Thì tôi hô quán tôi dí thì nó hốt con chó tôi nó chạy, nhưng mà tôi nghĩ là tôi dí theo là nó cũng đâu có bắn tôi đâu, ai về đâu. Thằng ngồi sau nó cầm ra nó móc nó bắn tôi, giật tê quá chứ tôi chạy tốc độ cao quá nó mới xảy ra cái chuyện xui rủi như vậy đó cậu. Thôi thì bây giờ em nói thế này đi, thì em anh cũng kể rằng á, thì anh cũng bị mất như vậy,
thì em cũng biết là nguyên nhân vì sao 15 năm nay anh vẫn chưa được đi được thôi chính chức luân hồi lập được người mới á, là do á, là anh bị dứt oan ức nó, cho nên anh có một cái uất hận ở trong lòng mình. Như vậy đó là trong lòng mình nó không có còn nặng nề lắm, nó không có được thoải mái nè, anh không buông bỏ được những cái uất hận đó, cho nên anh mới chưa có thể vào thai chính kiếp được người được. Thì ngày hôm nay á, thì anh em mình cũng có duyên gặp nhau ở đây. Thì trước á, thì em cũng đã cúng kiến cơm bánh trái cho anh dùng rồi, thì sau nữa thì giờ em nói là phải lời như thế này. Thì em thì nãy mới nói đó, em là người đi trợ duyên giúp đỡ với các vong linh được đi về chùa về núi để mà tu hành học đạo á. Thì em cũng hy vọng rằng anh có thể buông bỏ những cái uất hận của mình lúc mình còn sống đó, để cho lòng mình nhẹ nhàng lại, tâm mình tĩnh lại, rồi em sẽ gửi anh đi về chùa về núi. Về đó thì anh có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là anh sẽ được các sư thầy trên đó cúng kiến hàng ngày cho anh dùng, với lại anh được một chỗ trú ngụ riêng mình cho được thoải mái, không cần phải mắc nắng mắc mưa ở cội Ta Bà này, rồi không cần phải tới khác ngăn lẻo. Thứ hai nữa là về đó thì bề trên sẽ thuyết giáo Phật Pháp cho anh hiểu, giảng đạo Phật Pháp và cho anh nghe kinh, rồi anh sẽ niệm Phật để mình đi tu hành học đạo, tu hiền tu lành để sớm được đắc đạo, để rồi sớm mình được đầu thai những kiếp luân hồi để làm kiếp người mới. Thì em thì chỉ có như vậy thôi. Thì cũng hy vọng rằng anh có thể là buông bỏ những loại uất hận của mình để chấp nhận, để em gửi anh đi về chùa về núi cho anh tu hiền tu lành để sớm được đầu thai những kiếp người nha anh. Thì cậu nói thì cũng có lý, thì tôi cũng xin nghe lời cậu, tôi sẽ buông bỏ tất cả và nhờ cậu giúp đỡ đưa tôi về chùa về núi. Nhưng mà chuyện này tôi cũng xin nói với cậu luôn là cậu có thể nán lại cho tôi một ngày nữa được không cậu? Sao vậy, có chuyện gì vậy sao anh? Thật sự thì tôi lang thang cái chưởng cõi Tàu Bà này cũng đã lâu. Lúc trước cái chỗ trú ngụ của tôi ở dưới kia là cậu ơi, nó cũng rất là xa. Nhưng mà dưới đó tôi trú ngụ á, tôi cũng có thằng bạn nữa đó, là nó trú ngụ chung với tôi ở dưới đó đó. Cái ngày đó đó, cái tôi kêu nó đi kiếm đồ ăn với tôi, đi lên đây để mình kiếm chỗ trú ngụ mới để kiếm đồ ăn đó. Nhưng mà nó không có chịu đi, nó kêu tôi đi trước đi, rồi có gì từ từ rồi tôi đi, rồi tôi có cái chỗ mà trú ngụ mà ngon lành đó, tôi quay trở về dưới kiếm nó, rồi dẫn nó lên trú ngụ chung với đi kiếm đồ ăn chung. Cái bữa đó tôi rủ nó đi theo tôi thì nó không có đi á cậu. Nếu mà thật sự cậu là người tốt, cậu chuyên giúp đỡ những vong linh như tụi tôi đưa về chùa về núi để sớm được đầu thai chuyển kiếp á, thì cậu có thể nán lại giùm tôi một ngày được không? Bây giờ tôi sẽ đi về cái chỗ trú ngụ cũ của tôi đó, để tôi kêu cái thằng bạn của tôi tranh thủ lên đây để nhờ cậu giúp đỡ đưa tôi với nó đi chung luôn, để hai tụi tôi về chùa về núi tu học chung luôn, để sớm được chuyển kiếp đầu thai chung á cậu. Thì cậu làm ơn làm ơn cho thoát giùm tôi nha cậu. Cái chỗ trú ngụ xa không anh? Cái chỗ đó thì thật sự bây giờ đó là nói chung thì cũng rất là xa cậu ơi. Nhưng mà bây giờ á, tôi có chỉ đường cho cậu đi đến đó để cậu giúp cái ông bạn của tôi đó luôn á thì cũng được. Nhưng mà tôi chỉ đường chắc cậu cũng không có biết đâu. Tại vì á, tôi là vong linh, tôi lang thang ở cõi Tàu Bà này cậu. Tôi cứ bay đây bay đó vậy thôi. Cái đường thì tôi cũng không có rõ nét nữa. Bây giờ tôi cũng chỉ cậu thì cậu cũng đâu có biết cái đường nó đi ra làm sao đâu cậu. Thì cậu không có đi đến đó để giúp ông bạn tôi được. Nhưng mà tôi á, thì cậu nán lại giùm một ngày đi, tôi có thể là tôi tranh thủ tôi đi xuống đó là tôi kêu ổng quay lên đây liền với tôi, là nhờ cậu giúp đỡ cho hai tụi tôi đi chung luôn nha cậu. Dạ rồi. Thì nói chung thì em thì cũng không bắt ép anh. Thì thôi thì anh cũng có một cái lòng tốt là cũng muốn giúp đỡ cho bạn mình cùng đi về chùa nữa tôi luôn á. Thì thôi. Thì ngày mai em sẽ quay lại đây ha. Quay lại đây rồi anh cứ cố gắng tranh thủ đi xuống một chút xíu em về á, thì anh cứ tranh thủ xuống đó, xuống dưới để anh kêu bạn lên sớm đi. Thì ngày mai khoảng tầm khuya thế này nè, rồi em thì sẽ gặp hai anh ở đây ha. Cố gắng ở đây đừng đi đâu nha. Rồi em sẽ giúp đỡ cho hai anh đi về chùa núi để mà tu hành học đạo luôn nha. Được rồi, tôi xin hứa với cậu tôi sẽ tranh thủ đi xuống chỗ trú ngụ cũ của tôi lúc trước đó. Tôi sẽ kêu bạn tôi tranh thủ lên để
nhờ cậu giúp đỡ đưa đi chung luôn nha cậu. Dạ rồi. Rồi, vậy thì thôi thì nếu vậy anh cũng tranh thủ đi đi về cái chỗ trú ngụ cũ đi, rồi để tìm bạn rồi dẫn ông bạn nó lên luôn, rồi em xin phép rồi em dọn bạn thức ngày đêm đi về ha. Được rồi. Vậy tôi xin phép cậu tôi đi nha. Dạ. Tôi tranh thủ nha cậu, cậu nhớ cậu quay lại nha. Rồi rồi, ngày mai tầm giờ này em sẽ quay lại đây nha. Rồi rồi, vậy tôi xin phép cậu nha. Vậy rồi anh đi đi. Dạ. Như rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay cả nhà thì con mới đến đây thì cũng gặp được một mình con trai, nhưng mà vẫn chưa đưa anh đi về chùa núi tu hành được nha cả nhà. Thì nói chung là anh cũng thương bạn mình, thì thôi thì giờ tâm nguyện của anh cuối cùng của anh là cũng tốt, cho nên con cũng đã hứa anh quay lại đây cả nhà. Thì mong rằng thì ngày mai thì con có thể sẽ đưa được hai con linh đi về chùa núi tu hành học đạo luôn cả nhà. Vậy rồi thì có lẽ thì con kênh kết thúc video đây luôn đó nha, để con dọn dẹp bàn nghi thức đi về. Thì con kính mời cái mình cùng con sẽ tiếp tục đi đến những nơi vắng vẻ, những căn nhà hoang hay những khu nghĩa địa hay những nơi mình đã từng đến để mình tìm kiếm vong linh để mình giúp đỡ tiếp nha cả nhà. Dạ thì con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thì thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt có thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại các anh mình ở những video sau.